Rồi, xin chào mọi người. Đợi mấy phút cho anh em vào nhá. Đội tầm 1-2 phút nữa bắt đầu nhá, mọi người chú ý vào đi. Hai phút nữa tôi bắt đầu nhá, 1-2 phút nữa bắt đầu ấy, mọi người lần sau cố gắng để ý cái thời gian vào. Thật ra cái liver này nếu mà mình mà không có thời gian đấy thì mình xem lại cũng được, không sao cả nhá. Mọi người thấy có liver có hình ảnh có led không, có cần phải chỉnh lại không? Thôi được rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhá. Bây giờ tôi bắt đầu đi những nước cơ bản để đến cái thế trận song pháo quá hà đấy ạ. Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Thì trong cái thế trận pháo đầu tiến tốt 7 này, đối bình phong mã tiến tốt 7 này, thì như tôi đã giảng từ đầu là bên đỏ tới hình thế này người ta có 3 phương án chính là xe tiến 6 này, phương án này là đánh nhiều nhất này, tiếp theo là phương án mã 8 tiến 7 này và pháo 8 bình 7, tức là người ta có 3 cái phương án mạnh nhất để tấn công bên bình phong mã. Thì cái phương án xe tiến 6 thì chúng ta đã học xong rồi thông qua cái hệ phóng bình pháo đổi xe. Còn cái tả mã ban hà thì để đến cái khóa lưng cao học trung tàn khai cuộc lưng cao thì tôi sẽ dạy, tại vì khai cuộc nó rất nhiều. Cái khóa này thì tôi chỉ dạy những cái khai cuộc cơ bản thôi, ý biến thôi cho mọi người thôi, nhưng mà để cho mọi người làm vững hết tất cả các trận pháp. Đấy, nên là không đi sâu nhiều phương án quá, chỉ đi những phương án cần thiết để dùng trong đánh thực tiễn thôi. Nhưng mà tôi sẽ dạy hết tất cả các loại hình khai cuộc ở trong cái khóa này, nhưng mà nó không sâu lắm, không sâu, tức là so với các danh thủ thôi, chứ còn chúng ta đi đánh ở ngoài thì vẫn dùng được rất tốt. Thì cái xe tiến 6 tôi đã trình bày ở cái hệ thống bình pháo đổi xe rồi. Thì cái phương án pháo 8 bình 7 này thì tôi cũng làm trong cái file của
tôi gửi mọi người ở trong cái file hệ thống biển số đồ xe sau khóa Hà rồi, mọi người có thể xem thêm, có gì thắc mắc thì cứ nhắn tin hỏi tôi. Còn bây giờ tôi sẽ trình bày cái hệ thống sau khóa Hà, tức là bây giờ người ta lên của bạn 8-7 thì cái nước bạn 8-7 đấy ở ngoài ngoài đường ấy hay ngoài giang hồ ấy thì người ta cũng rất hay đánh cái nước mã 8-7 như này đấy. Thì khi mà mã 8-7 này thì bên bên hậu này có rất nhiều phương án để đối phó. Ví dụ như tới đây nhá, bên xanh này có nhiều phương án này, 6-8-4 là một phương án này, tượng 3-5 là hai phương án này, tượng 7-5 là ba phương án này, hoàn xe là 4 phương án này, và pháo 2-4 này. Đấy, mọi người thấy không, sơ qua có tất cả 5 phương án. Nhưng mà trong 5 phương án đấy thì phương án pháo 2-4 này là phương án hay nhất. Đấy, thì như tôi đã nói cho cả mọi người ấy, thì tôi chỉ chọn cho mọi người những cái phương án mạnh nhất thôi, còn tôi không thể đi được hết các phương án kia. Thứ nhất là nó rất mất thời gian, mà thứ hai là các biến phương án này nó không mạnh. Mà thứ nhất, thứ hai là chúng ta bây giờ chưa biết cái gì về khai cục cơ bản thì chúng ta không nên học sâu học rộng, chúng ta chỉ học một biến thôi, chắc chắn thôi. Thì như tôi đã nói từ rất nhiều buổi rồi, tức là cái người giỏi ấy, người ta sẽ chọn cho mình cái phương án mạnh nhất, hay nhất để mình có rút ngắn thời gian phân tích để luyện. Tại vì trong cái khai cục này nó có rất nhiều biến, nếu mà chúng ta đổ quá nhiều thời gian vào học các cái trận mạc thì chúng ta sẽ bỏ các phần khác như trung cục, tàn cuộc. Đấy, nên là chúng ta chỉ luyện những cái phương án mạnh nhất thôi. Thì như cái hình thế của trận này thì tôi chọn cho mọi người có pháo 2-4 này là nước mạnh nhất rồi, mọi người có thể đấy. Thì khi pháo 2-4 như này thì đỏ nó có nhiều phương án, thì ví dụ từ đây nó có thể mã 7-6. Cái nước này là nước những người ngoài đường người ta hay dùng. Đấy. Nhưng mà cái nước này nước yếu, tại vì khi mã 7-6 này thì chúng ta ăn con pháo 2-7 như này, đúng chưa? Thì có cái con xe là bị trói không di chuyển được. Đấy, nên là cái này thì tôi cũng làm tỉ mỉ ở trong cái file của mọi người, thì tôi không trình bày đây. Thì biết tại vì cái nước này nó không mạnh, thì cái nước mạnh nhất ở trong trường hợp này là người ta sẽ đi binh 5-1. Cái nước binh 5-1 này người ta vừa tránh được cái nước 2-7 ăn tốt, vừa có thể tấn công được trung lộ. Đấy. Thì cái nước này là nước mạnh nhất. Thì khi mà tốt 5-1 như này, người ta hóa giải cái nước 5-7 này, vừa có thể tấn công trung lộ này, thì chúng ta cũng có rất nhiều phương án đối phó. Có thể chúng ta lên tượng ngay này, có thể chúng ta đi pháo 8-4 này. Đấy. Thì cái nước mà hai, nếu chúng ta không đi pháo 8-4 chúng ta đi tượng 3-5 cũng được, cũng không phải là một cái phương án quá yếu đâu. Nhưng mà cái phương án này nó phản, nó không tích cực bằng cái nước pháo 8-4. Đấy. Nên là khi mà tôi dạy khai cuộc ấy, nhiều bạn xem người ta cứ thắc mắc là sao không chọn bên này, chọn bên kia. Đấy, thì tôi giải thích luôn là vì không chọn, vì cái nước phương án này nó mạnh hơn. Đấy, phương án này mạnh hơn cái phương án kia. Nên là chúng ta tới đây, khi mà pháo 8-4 tốt 5-1 thì chúng ta đi pháo 8-4 ngay. Pháo 8-4 này thì nó hình thành là cái thế trận xong pháo qua hà. Đây này, pháo đầu tiến tốc 7 rồi, xong qua hà tức là nhau, xong tức là hai con pháo nó qua hà. Thì cái trận xong qua hà đấy mà đánh ở ngoài không chính quy, ở ngoài đường hay đi thì nó lại rất hiệu quả. Những người ngoài pháo đầu này mà không biết cách xử lý thì cái xong pháo hà nó phản rất mạnh, rất là mạnh. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào những cái ý chính của cái thế trận này. Tại vì trong cái file tôi làm rất là kỹ, tôi làm cái này để cho mọi người, cái liver này là để cho mọi người hiểu sâu sắc về cái thế trận và nghe bình giảng thôi, còn cái tỉ mỉ thì tôi có trong file hết rồi. Thì bây giờ khi chúng ta đến cái hình này thì chúng ta có thể thấy đỏ nó có hai nước, một là tốt 5-1 và nó hoàn xe ngay, hoặc là và thứ ba là nó nhảy mã lên đây. Thì thông thường ấy, nếu mà chúng ta đánh cái trận này thì nếu mà những người mà người ta hay đánh nghiệp dư ấy, thì người ta thường ở đây người ta hay đi tốt 5-1 là luôn. Đấy, thường là người ta nhìn thấy có tốt 5 người ta tràn thắng luôn, mà kể cả cái trong đây cũng là một biến hay. Thì khi mà tốt 5-1 này, tôi bị trình bày phương án tốt 5-1 trước xong rồi thì ra
thì chúng ta lên con sĩ lướp để chúng ta thủ trung lộ đã. Thì khi chúng ta thủ trung lộ nhà thì đương nhiên là họ phải di chuyển con tốt này rồi. Tại vì nếu không thì tốt chúng ta ăn lên, mà tốt ăn xuống thì mã lại ăn lên thì cờ chúng ta quá đẹp. Mặt khác hai con mã không lên được là bị con pháo 8 này nó kiềm chế hết rồi. Nên là bắt buộc họ phải đi con tốt 5 bình 6. Đương nhiên hiện nay thì tới đây chúng ta lên con tượng. Đấy, con tượng 3 tiến 5 lượt. Thì khi tượng 3 tiến 5 này thì bỏ người ta có 3 hướng. Thứ nhất là xuống tốt. Thứ hai là người ta lên con sĩ 1 lượt, sĩ 6 hoặc sĩ 4. Lên con sĩ là mục đích là để người ta có thể phát triển con mã lên ngũ được. Tại vì lúc đấy người ta sẽ tránh được cái lướt chiếu tướng rồi. Thì nhưng mà ấy, thì bây giờ tôi xét cái phương án đầu tiên là phương án xuống tốt. Thì cái nếu mà chúng ta gặp cái hình thế này, chúng ta đánh ở cờ cả những cái nghiệp dư ấy, ngoài đường ấy, thì rất nhiều người ta sẽ xuống tốt đây. Người ta xuống tốt để làm gì? Mục đích là người ta uy hiếp cái con mã 3 của mình ngay, đúng không? Người ta xuống này để người ta uy hiếp con mã này của mình ngay. Thật ra cái lúc này thì nếu mà những ai mà dân thủ mà nguyên cứu cờ ấy, thì người ta không bao giờ người ta đi cái lúc là tốt 6 tiếng 1 đấy đâu. Nhưng mà tôi vẫn trình bày cho mọi người. Thì khi tốt 6 tiếng 1 này thì chúng ta có thể thấy là bên đỏ đi rất mất nhiều lượng nhé. 1, 2, 3, 4 nước tốt. Mà khai cục mà đi đến 4 nước tốt như thế này thì rất là nguy hiểm, đúng không? Thì khi chúng tốt này thì chúng ta bình bắt luôn. Bình bắt thì đương nhiên bên đấy phải ăn tốt 6 bình 7 thôi, đúng không? Đấy, đương nhiên là phải đi là tốt 6 bình 7. Thì khi tốt 6 bình 7 thì chúng ta mã 3 thoái 1 bình nước, chúng ta về đây. Đấy, mã 3 thoái 1, chúng ta chạy bình nước. Thì thật ra cái hình thế này nếu mà chúng ta đánh, chúng ta thích bỏ cây cho tiền đây cũng được, bỏ con ngựa đi chúng ta vẫn cướp được thế. Tức là cái phương án này thì tôi không trình bày cho mọi người, tại vì sợ là trình độ chúng ta bỏ cây chúng ta công không sắc thì nó nguy hiểm. Thế thật ra chúng ta không chạy ngựa cho tiến đậy được. Bên này ví dụ như bên này ăn ngựa này, ta bắt này, có phải về đúng không? Chúng ta nhảy lên đây này. Đấy, mọi người thấy tuy kém một ngựa nhưng mà quân chúng ta rất mạnh, phát triển mạnh. Nước sau chúng ta đi ăn mã 6 tiến 7, xong mã 7 thoái 5. Tức là cái thế công của chúng ta dư sức bù đắp được cái con mã đã mất. Nhưng mà thôi, vì cái phương án này tôi không trình bày, đánh thì cũng được. Nhưng mà tôi, vì mọi người là đang ở cái mức độ level cơ bản nên là chúng ta cứ chạy con ngựa một lớp như này. Chạy một ngựa, chạy con ngựa thì chúng ta cũng ưu thế chứ không phải là chúng ta bị lép gì. Thì bây giờ khi chúng ta chạy một lớp thì để lúc sau chúng ta đe dọa xe 4 tiến 6 như này, thì bây giờ họ vẫn bị cấm mã không được thì họ vẫn phải lên con sĩ, đúng chưa? Lên sĩ thì chúng ta tiến con xe 4 tiến 6 đây. Đấy, cái pháo đầu mà đội mà bị cái con xe pháo hình xe 4 pháo 2 pháo 8 như này thì cái pháo đầu mà đội hoàn toàn và bị vô tác dụng. Đấy, mọi người hiểu không? Thì khi xe 4 tiến 6 như này thì họ không thể để cho mình đi xe 4 bình 3 được. Thì lúc ấy người ta thua mất, thì người ta lúc đó phải nhảy mã 7 tiến 8 lên đây. Thì khi mà nhảy mã 7 tiến 8 lên đây thì chúng ta đi pháo 2 bình 7. Đấy, để chúng ta dọa bắt đôi, đúng chưa? Thì đương nhiên là người ta phải đi ăn mã 89 rồi. Cho nên bắt đôi thì chúng ta đi xe 42, chúng ta bắt con pháo đã. Bắt con pháo thứ nhất là để tránh người ta chọc pháo giáp phản góc này. Thứ hai là chúng ta phong tỏa luôn cái lộ 2 này luôn. Đấy, thì họ khi chúng ta xe 42 họ mã 86 thì tới đây chúng ta bay con ngựa ở đây. Tại vì thật ra thì cái hình cờ tới đây chúng ta ưu thế rất lớn rồi, đúng chưa? Tới đây chúng ta có rất nhiều phương án để đánh. Thứ nhất chúng ta nhảy về mã 76 thì để tới sau mã 6 tiến 4, mã 4 tiến 6 thì chúng ta cũng là ưu thế thắng. Hoặc là chúng ta có thể chọn phương án khác là chúng ta có thể đi pháo 8 thái 3. Thì cái lúc này là lúc cẩn thận. Đấy, thì chúng ta bắt con tốt này, hoặc chúng ta đe dọa pháo 7 bình 8. Thì hai cái phương án đấy chúng ta đánh phương án nào cũng được. Nhưng mà chúng ta muốn công nhanh ấy, chúng ta không cần phải bắt con tốt gì thì chúng ta lên luôn, đúng chưa? Đấy, cái tốt này thì nó chẳng có tác dụng gì. Còn chúng ta cẩn thận thì chúng ta về đây. Đấy, tức là hai cái lựa chọn trong đánh cờ ấy, thì nó có, khi chúng ta hơn phân hay chúng ta đánh ở trong cuộc ấy, thì nó có nhiều cái lựa chọn. Thì cái lựa chọn này nó tùy từng người thôi. Làm sao chúng ta đánh giá làm cái phương án nào ưu là được. Đấy, còn có thể có những người ta không thích đánh nhanh, người ta đánh từ từ thì người ta sẽ phải bắt tốt,
Đấy, nên là cái này cái lựa chọn tùy từng người. Đấy nha, thì xong cái phương án là người ta đi tốt 6 tiếng 1 rồi. Về tôi trình bày tiếp cái phương án là người ta lên sĩ. Đấy thì cái buổi liver ấy, thường là tôi sẽ trình bày những cái kinh nghiệm đánh cờ, những cái đường đánh này trong chung cuộc là chính. Đấy, trước cái buổi liver thì cái mục đích ấy, thì chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều. Chúng ta có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm đánh của tôi. Rồi thế bây giờ tiếp tục nhá. Khi mà sĩ 6 tiến 5 như này, tức là người ta không lên tốt nữa mà người ta lên con sĩ một nước. Lên con sĩ một nước thì để mục đích ấy, là để người ta đi được cái con mã 3 tiến 5 là giữ tốt. Thì bây giờ chúng ta đi sim 14. Thật ra ngoài sim 14 này thì chúng ta có thể đi mã 7 tiến 6. Nó có nhiều, nó có hai phương án. Đấy, hai phương án này, hai phương án mạnh nhất thì tôi chọn cho mọi người phương án sim 14. Đấy, nên là nhiều người mà có thắc mắc hoặc là mọi người có đọc sách mà thấy có là lúc mã 7 tiến 6 thắc mắc thì tôi cũng giải thích luôn là mình đi tại sao không đi mã 7 6 mà đi sim 14, tại vì nó có hai biến. Chọn phương án này là nó hay hơn. Tại vì bao giờ ấy ở khai cục cái quân chủ lực mình cũng phải ra nó thật nhanh. Đấy, thì lên chúng ta lên chọn theo cái phương án cho mình muốn hơn, quân xe mạnh nó ra nhanh hơn là cái phương án lên mã. Thì thật ra cái phương án lên mã này nó cũng không kém đâu, nhưng mà tôi chọn cho mình muốn thì chọn quân chủ lực ra trong khai cục vẫn hay hơn. Thì khi cho mình muốn thì đương nhiên là người ta phải nhảy con mã 3 thứ 5 rồi. Mọi người biết tại sao người ta không nhảy mã 7 đến 5 không? Tại vì nếu mà mã 7 đến 5 thì chúng ta ăn con pháo sang đây, đúng không? Ăn pháo 7 thì nước sau chúng ta đe dọa pháo 8 đến 5, mất cây ngay. Nên là vì thế nên người ta phải đi mã 3 đến 5. Đấy, tại sao người ta lên mã là cũng có lý do của người ta, chứ không phải là người ta tự nhiên ta lên đâu. Đấy, thì mã 3 đến 5 đây thì chúng ta có thể thấy cái hình thế này là bây giờ chúng con mã 3 này, mã 5 này là con tốt 6, người ta rốt con xe mình, không cho con xe mình lên cái lộ, lên cái hàng 6 này. Thì bây giờ chúng ta thí hơn tốt mục đích là để chúng ta mở đường cho con xe 4 nó thông lên thôi. Đấy, thì bên này ăn tốt sang thì là tượng chúng ta lên cái thế trận này, chúng ta phế một con tượng để chúng ta đoạt thế. Thì họ phải đi tốt 6 tiến 7 này thì chúng ta đi bắt đầu ra sao, đi xe 4 tiến 6. Xe 4 tiến 6 này là để mục đích bắt con mã, thì đương nhiên là người ta phải nhảy con mã 5 tiến 6 để đấu. Thì chúng ta ăn mã 3 tiến 4 lên. Mã 3 tiến 4 thì người ta bắt đầu mã 7 tiến 8. Đấy, bắt lại một cây. Thì cái khai cuộc này ấy, ngày xưa trong cái giải vô địch thế giới ấy, có một ván cờ giữa Triệu Hâm Hâm cầm bên đỏ đánh cả Nguyễn Thành Bảo bên xanh. Đấy, thì cái hồi đấy cách đây lâu năm rồi, thì khi mà Triệu Hâm Hâm Trung Quốc ấy dùng cái đòn này ra đánh Nguyễn Thành Bảo của chúng ta cầm bên hậu ấy, thì hồi đấy Nguyễn Thành Bảo chưa biết cái khai cuộc này lắm. Thành Bảo chỉ thuộc tới cái đoạn này thôi, còn sâu nữa thì Thành Bảo chưa nghiên cứu kịp. Tại vì cái thời đấy thì là cái khai cuộc nó còn hạn chế nhiều, phần mềm phần miếc nó ít, nên là Nguyễn Thành Bảo không xử lý chính xác cái hình cờ bên xanh này, nên là dẫn đến thua Triệu Hâm một cách nhanh chóng. Đấy, mọi người có thể lên mạng tìm lại cái ván cờ đấy, hoặc là nếu không thích thì tôi sẽ gửi cái bản vào đấy cho mọi người xem. Thì khi mà mã 7 tiến 8 này thì cái lựa chọn của người ta bây giờ chúng ta phải xử lý con xe, một là chúng ta xe 4 bình 3, hai là xe 4 bình 7. Đấy, thì ngày xưa ấy trong giải đấu thì Nguyễn Thành Bảo chọn phương án xe 4 bình 3 này và dẫn đến bị Triệu Hâm đến thắng. Đấy, thì về sau người ta nghiên cứu ra cái nước đi xe 47 ăn tốt lại hay hơn. Đấy, thì tôi cũng chọn cho mọi người cái phương án xe 47. Đấy, thì khi mà xe 47 thì đương nhiên là người ta phải ăn lại cái con mã của mình rồi, mã 86, đúng không? Thì bây giờ người ta phải ăn lại cái con mã 86. Thì khi mà mã 86 thì chúng ta đi con pháo 8-1. Pháo 8-1 này thì chúng ta nhìn qua thì tưởng là đe dọa pháo 8-7, nhưng mà thật ra là lựa đe dọa chính là chúng ta bình con pháo 8-1 đây này, để bắt con xe kia này, bắt con xe kia để ăn đôi xe liền. Thì đương nhiên là người ta phải lên con tượng biên để tránh cái lước nữa này, tránh cái lước ăn xe của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta đi con pháo 8-7.
bắt xe thì họ bắt buộc phải chạy xe vào rồi, xe một. Thì bây giờ chúng ta khi họ xe một bình một như này, họ cũng bẫy giúp chúng ta ăn xe ấn tượng. Nên là tại sao trong lý thuyết là tôi chạy xe 4, xe 7 bình 4 ra đây, tại vì nhá, nếu mà chúng ta mà ăn xe nhá, tôi đi qua một tí cho mọi người như này. Nếu mà chúng ta ăn xe này, xe ăn xuống này, xe ăn vào này, xe này, thì mình sẽ ăn đây đúng không? Thì người ta đi con xe 9 bình 7, đấy, chỉ phải thế công người ta rất mạnh. Nước sau người ta chỉ việc đi tốt 7 bình 8 mà chúng ta nhìn thấy thua ngay. Đây là ví dụ bây giờ chúng ta chẳng hạn bây chúng ta tiến xe đây nhá, họ đã tốt bắt hết được, thì cái này chúng ta không đỡ được. Chúng ta mà lên tượng thì mã người ta ăn tượng, đúng chưa? Thế là chúng ta bị thua ngay. Còn chúng ta mà đấy lên là cái lượng mà bỏ xe, thế thì chúng ta không được ăn. Ăn thì rất là nguy hiểm, cái này rất là yếu. Thì bây giờ tôi bày lại. Thì chúng ta không ăn xe, thì tới đây chúng ta đi con xe 7 bình 4, chúng ta bắt cái con mã này. Không phải bắt mã mà chúng ta vừa ra đây để chúng ta chiếm lộ, để lúc sau chúng ta có thể đi được pháo 7 bình 5, hoặc là chúng ta đi nước khác chúng ta chiếm này. Thì tới đây người ta sẽ đi con xe 97 đấy, theo đúng kế hoạch để người ta đánh là cái cánh phải yếu của mình. Mình phải ra con xe 74 nên vừa công một thủ để mình phối hợp quân thủ bên cánh phải mà mình vừa để tấn công luôn. Thì tới đây chúng ta tốt lắm tới 1 để chúng ta cản cái đường cái con ngựa, cho con ngựa nó hạn chế cái đường tấn công, tránh họ đi mã 6-4. Thì đương nhiên là bây giờ họ phải nhảy vào mã 6 rồi. Thì lúc đấy chúng ta bây giờ lắp pháo đầu, chúng ta phản công, chúng ta không cần ăn con xe góc kia. Đấy, thì bây giờ họ đá tôi vào đây thì chúng ta tiến bắt pháo. Thì đương nhiên con pháo họ phải chạy đi rồi. Thứ hai thì chúng ta đi xe 8-6. Đấy, thì chúng ta có thể để chúng ta chuyển quân bên này. Thì cái thế cờ tới đây thì chúng ta ưu thế hơn bên bên tiên, thấy chưa? Chúng ta trong cái cuộc này chúng ta không cần ăn xe là rất nguy hiểm. Cái cuộc này ấy, thì nó rất là phức tạp, xong rồi có hàng nhỉ, rất là phức tạp, đòi hỏi mọi người vừa phải học lý thuyết vừa phải thực hành. Đấy, thì mọi người tôi cái lý thuyết thì tôi cũng trình bày cho mọi người như một cái bộ xương sống ấy. Thì mọi người cứ đánh đi, có gì không hiểu ấy, hoặc là thua thì cứ nhắn tin chụp hình cho tôi sẽ phân tích tỉ mỉ. Đấy, kết hợp cả cái khai cuộc này. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục xem cái phương án sĩ 4 tiến 5 nhá. Tôi bày lại một chút. Quay lại đến cái phương án sĩ 4 tiến 5. Đấy, thì tiếp tục. Đây, thì từ cái hình này họ không đi sĩ 6 tiến 5 nữa, mà họ còn một phương án nữa là sĩ 4 tiến 5. Đấy. Thì thật ra cái phương án sĩ 4 tiến 5 này nó không mạnh bằng cái phương án sĩ 6 tiến 5 mấy. Đấy, nó dễ bị bên hậu của ta đỡ cân bằng. Thì khi sĩ 4 tiến 5 nhà thì chúng ta lại không đi xe 14 nữa, mà chúng ta đi, tại vì lúc này mà chúng ta đi xe 14 nhảy nhá, thì họ lại nhảy vào 7 tiến 5 ngay. Thì chúng ta vượt lên đây, sang đây chúng ta cũng không đe dọa được cái gì cả. Nên là tới đây chúng ta đi cái lướt pháo 2 bình 3. Đấy, cái sự khác biệt của hai con sĩ nó ở điểm đấy. Nếu mà người ta đi sĩ 6 tiến 5 thì chúng ta đi xe 1 bình 4, còn người ta đi sĩ 4 tiến 5 thì chúng ta đi pháo 2 bình 3. Thì khi chúng ta đi pháo 2 bình 3 thì họ vẫn nhảy vào 7 tiến 5 lên. Thì chúng ta xuất con xe 1 bình 2 ra. Xe 1 bình 2 thì đương nhiên họ phải đi pháo 8 bình 7 rồi. Tại vì nếu mà họ đi pháo 8 bình 7 là để họ còn công đồ vào cái lộ 3 của mình này. Còn họ đi pháo 8 bình 6, nhưng nếu mà họ đi pháo 8 bình 6 thì họ thất yếu. Chúng ta quật ăn trong tốt 3, lúc sau chúng ta đi xe đến 6 ngay. Nên là họ đi pháo 8 bình 7 là vì thế.
thì họ đi pháo 87 thì chúng ta cũng quật sang. Quật sang để lớp sau chúng ta đi sang trên 6 đấy. Thì đương nhiên họ phải dù tốt 7 này rồi. Chơi tốt 7 thì chúng ta vượt xe trên 6 luôn. Thì thông thường ấy, cái loại hình khai cuộc này ấy, mà chúng ta đánh ở ngoài đường ấy, mà người ta không nghiên cứu ấy, thì chúng ta phá của bên kia rất là nhanh. Đây là người, trong cái khai cuộc mà tôi bày mọi người này là bên đỏ đánh là chuẩn nhiều nước đấy, chứ không thì còn nhanh kém phân lắm. Thì xe thứ 6 đương nhiên họ phải ăn tốt xuống rồi. Đấy, tốt xuống thì chúng ta chạy vào mã 7 nước. Đấy, họ phải đi mã 5 thứ 7. Chúng ta bình là bắt đôi. Họ phải nhảy xuống thôi. Xuống thì chúng ta không ăn pháo mà chúng ta ăn được con tốt. Đấy, ăn pháo thì họ nhảy chiếu, họ đi pháo 5 bình 6 ngay. Ăn người tốt thì đương nhiên họ phải lên con xe để cho 9 thứ 2 giữ rồi. Thì chúng ta đi pháo 8 thứ 2 đây. Chúng ta bắt cái con tốt 6 đi. Đúng chưa? Đương nhiên họ phải lên mã giữ con tốt đấy rồi. Chúng ta vật và đổi xe đi. Họ phải ăn xe. Thì mã chúng ta ăn về. Đấy, họ phải ăn pháo. Thì chúng ta ăn pháo, ăn con mã họ. Đấy, chúng ta đổi cây lúc là chúng ta ưu thế thôi. Họ thoái mã 5, mã 6 thoái 5. Thì chúng ta lên con mã 8 lên 7. Đó. Thì cái hình cờ tới đây thì chúng ta cũng ưu thế hơn bên tiên. Đúng chưa? Thì qua cái phương án vừa rồi tôi trình bày cho mọi người là cái phương án mà tốt 5 tiến 1 ấy, của bên tiên ấy, thường thường là không hiệu quả lắm. Nên là các game thủ người ta ít chọn, người ta hay chọn cái phương án xe 9 tiến 1 hơn. Thì bây giờ tôi bắt đầu trình bày tiếp phương án xe 9 tiến 1 đấy. Thì cái bài xong có hà đấy, thì chúng ta chỉ cần học một buổi thôi, xong chúng ta xem thêm tài liệu đấy. Thì từ sang buổi sau thì tôi sẽ bắt đầu lại dạy mọi người phần đi tiên, tức là phần công pháo đầu ấy. Thì chúng ta sẽ học tiếp sang cái công phần pháo đầu, công đan đề mã này, công nghịch pháo này, công uyên ương pháo này đấy, công mấy cái trận này phần đi tiên đấy. Thì buổi sau tôi lại tiếp tục quay lại đi tiên một tí để cho lấy khí thế đi tiên, chứ không học bình phong này nó lại hơi nhàm một tí vì nó nhiều quá. Sau chúng ta lại quay lại sau. Đây thì bây giờ tôi tiếp tục trình bày mọi người cái phương án cho 9-1. Đây, tức là từ đây ấy, cái phương án mà tốt 5-1 ấy người ta không đánh nữa, tức là người ta có mấy phương án, bây giờ người ta đánh cái phương án xe 9-1. Thật ra cái phương án xe 9-1 này thì rất nhiều game thủ người ta hay ưa dùng hơn, tại vì nó triển khai được cái quân mạnh. Đấy, là thì khi xe 9-1 như này thì chúng ta cái lượng mà căn bản nhất ấy thì chúng ta phải đi pháo 2-3 để chúng ta xuất được con xe 1-2 ra quân thật nhanh. Thì chúng ta phá 3 thì đương nhiên người ta phải lên tượng rồi, không ai để vật. Thì chúng ta bắt đầu ra con xe 1-2. Thông thường ấy, khi gặp một cái khai cuộc lạ hay gì thì mọi người cũng phải chú ý nhá. Nếu mà gặp cái khai cuộc mà chúng ta chưa từng đánh bao giờ, chưa từng gặp bao giờ, thì bao giờ chúng ta cũng phải tuân theo các quy tắc khai cuộc và triển khai quân chủ được thật nhanh. Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục. Thì khi pháo 2-3 như này thì chúng ta phải mà họ tự 7-9 thì chúng ta đi xe 1-2 như này. Thì tới đây họ có hai lựa chọn. Một là xe 9-4, hai là ra xe 9-6. Thì bây giờ tôi sẽ dạy mọi người đi xe 9-4 trước, phương án người ta đi xe 9-4 trước. Thì khi mà xe 9-4 như này thì chúng ta bình pháo chiếu ngay. Chúng ta bình con pháo vào chiếu. Chúng ta bình con pháo vào chiếu như này thì người ta có hai khả năng. Một là người ta lên sĩ, hai là người ta ăn mã lên. Trường hợp thứ nhất, nếu mà người ta lên sĩ như này, đúng chưa? Thì con xe 9-4 ấy cả con xe 9-6 nó khác nhau ở điểm này này. Nếu mà xe 9-4 chúng ta bình chiếu mà người ta lên sĩ như này thì chúng ta ăn pháo. Ăn pháo thì đương nhiên mã người ta phải ăn lên con pháo đầu của mình rồi. Thì mình ăn pháo 8-5 vào. Họ phải ăn xe.
ăn về họ phải ăn mã lên pháo đầu đấy. Thì mọi người có thể hình dung là từ cái hình này là con C9 mình bộ lò lõm ra, nó tắc tượng lên, mình chém vào đây hơn cây. Đúng chưa? Nên là cái sự khác biệt của C9 4 và C9 6 nó ở điểm này đấy. Đúng không? Thì bây giờ là kém cây rồi, ăn chiếu thì tướng chúng ta ăn ra, ăn tượng lên thì chúng ta lên mã, chúng ta hơi mã chúng ta thắng. Thế nên là C9 4 nó khác cái điểm đấy đấy. Trường hợp thứ hai nhé, lúc nếu mà chúng ta bình chiếu mà bây giờ người ta không lên sĩ, đây tôi bình nốt cho mọi người mà người ta không lên sĩ. Đây, chúng ta bình chiếu đây. Nếu người ta bình 4 nhá, thì bắt buộc mình phải bình chiếu nhá. Còn bình 6 thì có thể không cần bình chiếu. Bây giờ bình 4 này thì bây giờ người ta không lên sĩ mà người ta ăn mã lên, thì chúng ta vẫn vật chiếu vào. Họ phải đi pháo 5 bình 8 đúng chưa? Không thì mất xe. Thì bây giờ chúng ta đừng ăn con pháo đừng ăn con pháo họ vội. Tại vì ăn con pháo này người ta tiến đây thì chúng ta chạy con pháo đầu ra, chúng ta giữ con pháo đầu đã. Thì đương nhiên tức là họ tìm mắt mã rồi, tìm mắt đôi thì chúng ta lên tượng, lên con tượng 7-5 nữa, họ phải ăn mã thì chúng ta ăn con pháo đâu, ăn con pháo lúc này chúng ta mới ăn pháo đấu xe, chúng ta ăn xe bắt tượng, tượng người ta phải lên, được chưa? Tượng người ta phải lên thì chúng ta vật thằng đây. Thì ở cái hình này ấy, chúng ta cũng ưu thế hơn bên đỏ. Đấy, lên là cái C9 4 ấy thì kém phân. Thì bây giờ chúng ta lên là họ sẽ không đi C9 4 được. Mọi người có thể xem các ván đấu của em thủ, không ai người ta đi C9 4 cả. Đấy, người ta sẽ đi C9 6. Nhưng mà tôi cũng giải thích cho mọi người tại sao C9 4 là bị yếu là vì thế nhá. À, Nguyễn Tân Hiệp thì có hỏi là có dạy bán đồ mình pháo không? Thì trong cái chương trình khai cuộc cơ bản của anh ấy thì anh chỉ dạy đi hậu đỡ bình phong mã thôi, anh không dạy cái bán đồ mình pháo. Nhưng mà anh sẽ dạy pháo, anh sẽ dạy cái tiết bán đồ mình pháo, đây là chúng ta cầm bên đi tiên để chúng ta công bán đồ mình pháo. Thì cái đấy thì mấy buổi nữa sắp đến, tại vì bán đồ mình pháo ấy thì nó không mạnh bằng bình phong, không mạnh như thế nào thì mấy buổi nữa anh dạy đến thì anh sẽ trình bày. Đấy, tức là bạn Hiệp bạn hỏi là cái thế trận là bán đồ mình pháo. Đấy. Thì cái đấy thì mấy buổi sau thì tôi sẽ dạy đến cái trận đấy, nhưng mà chúng tôi dạy theo phần đi tiên thôi, tôi không dạy theo phần đi hậu đỡ, tại vì nó không mạnh, nó không mạnh như nào thì mấy buổi nữa chúng ta sẽ được biết thôi. Đấy. Khó dạy trận đấy nhưng mà dạy phần đi tiên thôi. Thì bây giờ chúng ta xét cái trường hợp C9 6, đúng chưa? C9 6 thì khi C9 6 như này, bên hậu của chúng ta có tất cả 3 phương án. Nếu mà chúng ta mà đi pháo 3 bình 5 như này ấy, thì cái thế trận nó tẻ nhạt lắm, nó cũng cân bằng được thôi, nhưng mà nó tẻ nhạt, nó ít biến, nó dễ hòa trong tình thế kém phân. Đấy, nên là tôi không trình bày phương án này, phương án nó không mạnh. Còn nó còn 2 phương án nữa là phương án C6. Đấy. Tại vì ấy, cái nước bây giờ mục đích của người ta nhá, mọi người nhìn hình thế này, mục đích của bên đỏ ấy là người ta có hai nước. Thứ nhất là mọi người có thể nhìn thấy là họ dọa C6 6 bắt đôi mã, và mục đích thứ hai của người ta là đi top 3 1 để người ta thí cho top 3 để người ta lên bắt chết đôi pháo, đúng chưa? Nếu mà nhìn sơ qua thì tưởng là cái phương án người ta bắt đôi ngựa, nhưng mà thật ra thì đánh cờ chẳng ai cho để bắt đôi ngựa nhảy cả. Đấy, cái lức là chỉ lức giấu người ta, tới vụ bên này sợ quá lên sĩ để chống bắt đôi thì người ta đi này là mình là bên hậu kém phân ngay, đúng chưa? Nên là cái lức tiến bắt ngựa thì lức giữ thôi, còn mục đích của người ta là đi top 3. Thì chúng ta tới đây có 3 phương án chúng tôi trình bày rồi: pháo 3 bình 5 là 1 này, C2 6 là 2 này, và pháo 3 bình 6 là 3. Thì trong 3 phương án này thì tôi dạy mọi người phương án pháo 3 bình 6 thôi, tại vì cái phương pháo 3 bình 5 thì tôi đã dạy rồi hòa, nhưng chúng ta hơi lép một chút. Còn phương án C6 này thì cái phương án này cũng đỡ cân bằng cả ngang ngửa bên đi tiên thôi, nhưng mà vì chúng ta là trình độ của chúng ta mới là như tiêu đề cái khóa học này tôi gọi là khai cục cơ bản nhập môn, tức là tôi đánh giá là trình độ mọi người ở khóa này là tôi xếp vào cái hàng là mới mới chơi
mới chơi thôi chứ không không được đến mức độ khá giỏi. Thì khi chúng ta mới chơi mà chúng ta bị mất con ngựa như này thì chúng ta khó có thể xử lý lắm. Thế nên là tôi không dạy phương án này. Nếu mà mọi người thích học phương án này thì tôi vẫn làm cho mọi người chứ làm riêng, ai thích làm thì vẫn làm. Thì người ta tiến bắt đôi ngựa như này thì về sau chúng ta đánh ấy, chúng ta không quen ấy, chúng ta công không sắc ấy, thì chúng ta mất ngựa là thua. Nên là tôi chưa trình bày phương án này. Nếu có thể trình bày thì tôi sẽ trình bày vào cái chương trình nâng cao. Đấy. Thì khi mà như này thì tôi chọn cho mọi người cái phương án phá 3 bình 6 này là nó vững nhất mà hay nhất, tại vì nó tránh bị mất cây. Thì khi phá 3 bình 6 như này ấy, thì bên đỏ người ta có hai lực chính. Một là người ta tiến con xe 6, tiến 6 bắt mã này, đúng chưa? Và phương án thứ hai là người ta thúc tốt đầu này, tốt 5 tiến 1 này. Đấy, hai lúc đấy là hai phương án mạnh nhất. Còn phương án mà người ta sợ cái tức pháo 6 tiến 1 như này, này mà người ta lên sĩ đấy, thì người ta khi người ta lên sĩ người ta kém phân ngay, thì mình chúng ta lên con tượng phát là bên đỏ kém phân ngay, tại vì lúc đấy mà tiến xe bắt mã thì chúng ta giật con pháo về đấy. Xong bây giờ nếu mà người ta không làm gì nữa sao cho tiến xe 6 là chúng ta ưu thế ngay. Nên là khi mà đánh cờ ấy, đánh pháo đầu ấy, hạn chế lên sĩ nhá. Để tôi dạy mọi người quy tắc khi đánh pháo đầu là hạn chế lên sĩ, tại vì chúng ta phải hiểu cái chiến lược của đánh cờ ấy, là pháo đầu ấy, là tấn công, đúng không? Đang tấn công người ta đi lên con sĩ thủ thì tấn công cái gì đó thì nó chậm một cái nhịp đi. Thứ nhất là nó cũng chẳng, người ta được lên sĩ thì cũng chẳng làm sao đâu, nhưng mà nó mất cái nhịp tấn công mạnh của đi tiên. Nên là bên đi tiên là pháo đầu người ta rất hạn chế lên sĩ, trừ cái trường hợp là bị chiếu chiếc hay là gì thôi, còn người ta không có đi được lên sĩ. Thế là mọi người nhớ khi đánh pháo đầu là thế. Thì trở lại phương án này, bên đỏ có hai phương án mạnh nhất là thúc tốt đầu và đi xe 6 tiến 6 bắt đôi mã. Thì bây giờ chúng ta xem từng phương án một nhé. Bây giờ phương án trước tiên là phương án họ đi tốt 5 tiến 1 ạ. Đấy. Tốt 5 tiến 1 thì tốt 5 tiến 1 như này. Họ tấn công luôn ở trung lộ thì chúng ta phải lên con sĩ. Thì nhá, nếu mà theo nhiều người thắc mắc quen tay ấy, là hay lên con sĩ 4. Lên con sĩ 4 ấy trong trường hợp này là không đúng. Tại vì thứ nhất là con xe ta đứng đây chiếm luôn cái huyệt tướng ra là một. Thứ hai là con xe của chúng ta đã ra lộ 2 rồi thì chúng ta không cần ra lộ 4 nữa. Đúng chưa? Thì đây là chúng ta sẽ lên con sĩ này. Thứ nhất là chống con xe ở cái lộ 6 à. Nếu về chẳng may đánh nhau chúng ta còn chạy ở trong bên này chứ, đúng không? Thứ hai là chúng ta lên này để cho cái cánh phải nó vững. Đấy, nên là tại sao lên sĩ 6 là vì thế. Đúng chưa? Thì khi đây, tí nữa tôi sẽ chỉ mọi người tại sao lên sĩ 6. Nó cũng mạnh hơn thế. Bây giờ người ta nhảy 3 tiến 5. Họ mã 3 tiến 5 là để mục đích họ đi mã 5 tiến 6 này, xong mã 7 tiến 8 này. Đúng không? Thì đương nhiên là chúng ta phải vượt con xe 2 tiến 6 lên rồi. Không thì người ta nhảy đến đây là chúng ta kém phân ngay. Ta đi xe tiến 6. Đấy. Xe tiến 6 thì họ mới nhảy mã 5 tiến 6. Bắt con mã, đúng chưa? Bắt con mã này bây giờ chúng ta mà chạy về là thua ngay. Đấy, chạy về họ ăn tốt đầu, đúng không? Nên là bây giờ nhưng mà chúng ta lại có một cơ rất hay là chúng ta đi vào tầm thứ 2. Đấy, chúng ta đi vào tầm thứ 2 để chúng ta bắt con tốt đầu ấy luôn. Nếu mà mã mà ăn xuống nó vật chiếu là bên kia thua luôn, mất xe luôn, đúng chưa? Thì họ đi nước cờ rất hay, họ sẽ con tốt ra. Đấy, sẽ con tốt ra tốt 5 bình 4 thì chúng ta vẫn ăn pháo 8 bình 6, họ mới ăn xe 2 bình 9 thì chúng ta vật chiếu. Đấy, xe 6 thì chúng ta vỗ chiếu pháo 6 bình 5 ra pháo 6 bình 5. Thì pháo 6 bình 5 ấy thì đương nhiên là họ phải đi mã 7 tiến 5 rồi. Tại vì nếu mà họ vượt chiếu như này, đúng không? Thì chúng ta ra ăn con mã 3 tiến 5 ngay. Đấy, ăn con 3 tiến 5 ngay. Họ ăn chiếu, chúng ta về sĩ. Tới đây chúng ta đang dọa pháo lồng thì họ phải thượng tướng lên thì chúng ta ăn đây. Đấy, thì một xe chúng ta đổi được đôi pháo mà chúng ta có thể đánh rất mạnh. Đúng chưa? Thì đánh rất mạnh, ưu thế rất lớn. Nên là không được, nên là khi chúng ta bình là chiếu. Đây, cái hình đây. Khi chúng ta bình vào chiếu như này thì họ phải lên con mã vào.
và lực cao nhất. Đấy, tại nên họ không thể vật chiếu lại được. Mà nếu họ không lên mã mà chẳng hay họ lên sĩ nhà, đúng chưa? Nếu họ lên sĩ nhà thì chúng ta, nếu người ta không có ăn mã lên thì chúng ta ăn mã về, họ phải ăn mã này đúng không? Thì chúng ta ăn pháo. Pháo thì bên mã người ta nhảy lên thì chúng ta đi pháo giáo tên 2, là người ta mất cây ngay, người ta phải lên đây thì chúng ta ăn xe là tâm mất cây ngay. Đấy, lên là cái lượng mà phải lên mã là nó bắt buộc, và vì thế đấy tôi giảng rất là chi tiết cho mọi người từng cái thắc mắc nhỏ. Đây, xem này rất chi tiết. Thế nên là khi chúng ta mà bình vừa chiếu như này thì đương nhiên là họ phải lên mã như này, đúng chưa? Phải lên mã như này thì bây giờ mã chúng ta phải ăn về đây. Đấy, mã chúng ta phải ăn về đây thì họ lúc này họ phải vật con pháo đầu đi. Họ vật pháo đầu đi thì chúng à con xe chúng ta ở đây rồi. Pháo đầu đây, đúng không? Và khi ăn pháo đầu lên như này thì chúng ta phải ăn pháo nào? Đương nhiên chúng ta phải ăn con pháo 8 rồi. Tại vì chúng ta mà ăn tốt đầu lên thì họ lại mắc, họ đi pháo 85 thì chúng ta lại bị công ngay. Nên chúng ta phải đi xe tiến 1. Đúng chưa? Xe đến 1 thì đương nhiên là họ phải đi pháo 54 rồi. Pháo 54 thì chúng ta đi mã 87 lượt. Họ ăn mã. Chúng ta giật tên. Xe đến 1. Bắt lại cây. Họ phải đi xe 65. Đúng chưa? Xe 65 thì chúng ta thúc tôi đầu lên. Thì tới đây họ bị mã, họ sẽ bị mất lại một quân. Đấy nhá. Đấy, thì tới đây chúng ta ưu thế. Rồi. Bây giờ chúng ta lại trở lại cái phương án họ đi xe 6 tiến 6 nhá. Phương án đấy mỡ là hay, nhiều biến. Tôi sẽ lại một chút. Đây, trở lại cái phương án này. Tức là vậy. Đây, người ta không đi tốt 5 tiếng 1 nữa. Đấy, bây giờ trở lại hình này. Lúc trước chúng ta thì bày phương án tốt 5 tiếng 1 rồi. Bây giờ họ sẽ không đi tốt 5 tiếng 1 nữa, mà họ sẽ đi xe 6 tiếng 6. Bắt đôi. Bắt đôi mã như này. Còn pháo đây. Đúng chưa? Bây giờ người ta sẽ đi xe 6 tiếng 6 như này. Thì khi mà họ đi xe 6 tiếng 6 như này thì chúng ta phải đi con pháo 6 tiến 1. Đấy. Nước này nước nước pháo 6 tiến 1 nó là nước bắt buộc. Thì pháo 6 tiến 1 như này nhá. Chúng ta họ bắt cây, chúng ta cũng bắt lại cây. Thì bây giờ người ta có khả năng mạnh nhất là người ta đi tốt 5 tiến 1. Tại vì nếu mà người ta ăn mã, đúng chưa? Người ta ăn mã thì chúng ta lên con tượng một nước thôi. Lên con một tượng một nước. Tượng 3 tiến 5 là họ làm sao? Họ bị bắt lại một cây. Tức là chúng ta đây là cái đòn, gọi là đòn bỏ trước lấy sau. Đấy. Đúng chưa? Nên là họ không thể ăn con mã ra nhà được. Thì từ đây chúng ta bắt lại con này thì chúng ta ưu thế hoàn toàn. Nên là họ không ăn. Thì từ đây họ có hai lước. Một là họ đi mã 7 tiến 6. Và hai là họ ăn tốt đầu. Tốt 5 tiến 1 đấy. Thì bây giờ chúng ta xét từng phương án 1. Nếu mà họ đi mã 7 tiến 6 như này. Được chưa? Mã 7 tiến 6, cái nước này cũng là nước mạnh đấy. Thì chúng ta phải ăn pháo 6 bình 2 rồi. Ăn quân người ta. Phương án này là người ta phế một quân để người ta lấy thế công vào trống. Thì họ ăn đây. Mà chúng ta phải lên. Họ vật pháo đầu lên. Họ vật pháo đầu lên là để họ dọa chúng rút bắt ta. Bắt xe rồi thì đương nhiên chúng ta phải đi xe 8 tiền 3 bắt con pháo người ta đã. Người ta phải giật pháo 5 thái 1. Thì lúc này chúng ta phải thượng tướng lên để tránh chú rút thì, đúng không? Thì cái, tới đây thì cái thế của họ cũng không đến gì. Bây giờ nếu họ ăn ngựa, đúng không? Thì chúng ta lại đi tiếp tục xe tiền 6 lại. Chúng ta chiếm hết cái điểm đèn. Thì cái thế trận này nó đối công phức tạp sang cái phương án họ đi tốt 5 tiền 1.
Đây thì bây giờ chúng ta xét cái phương án mà khi vào giờ thứ một này họ không đi mã 7 đến 6 nữa, mà họ cũng không ăn, họ cũng không mã 7 đến 6, họ không ăn mã mà họ đi tốt lắm thứ một như này. Đấy, thì họ đi tốt lắm thứ một như này thì đương nhiên là chúng ta phải ăn ngựa của người ta rồi. Thì chúng ta chém chiếu như này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải lên sĩ 4 tiến 5 rồi. Tại vì nếu mà lên sĩ 6 tiến 5 như này đúng không, thì họ ăn ra ngựa này, xong lướt xong người ta đè lại dọa lướt xe tiến 3 thì chúng ta mất thêm coi nữa. Thế là chúng ta bắt buộc phải lên sĩ 4 tiến 5 là vì thế. Lên sĩ 4 tiến 5 thì đương nhiên là họ phải ăn mã rồi, tại vì họ phải ăn cái mã 3 để họ khống chế con xe 2 của chúng ta. Tại vì nếu mà họ ăn ra con mã này thì chúng ta vật pháo 3 bên 1 thì chúng ta ưu thế ngay. Đấy. Nên họ phải ăn ra con mã 3. Họ vừa khống chế con xe 2 của chúng ta để cho con xe 2 chúng ta nó vô hiệu hóa. Thì khi họ ăn con này thì chúng ta bắt buộc phải nhảy mã 7 đến 6 lên rồi. Nếu không mất con, chúng ta không ăn lên tốt đầu được, ăn tốt đầu người ta đi pháo 3 bên 4 là chúng ta mất cây ngay. Thì chúng ta phải đi mã 7 đến 6. Thì khi mà mã 7 đến 6 như này thì mọi người có thể thấy thế trận hai bên đúng công rất là mạnh không? cái đặc điểm như cái hồi tôi vào mới dạy mọi người ấy, thì tôi bảo là cái pháo đầu tiến tức 7 đối binh phòng mã tức 7 nó hai bên tấn công rất là mạnh, xô xát lên là các dân thủ ấy một vài năm gần đây ấy, người ta chuyển sang đánh tam binh. Tại vì tam binh ấy thì là ngũ tất pháo tam binh hay là phi pháo tam binh ấy thì là cái thế trận nó ổn định hơn, tức là nó không bị xô xát, không bị phản mạnh. Nhưng mà nó cũng có cái dở của nó là không phải có dở mà nó cũng không có hay, thì mình mà cờ chắc ấy, tấn công chậm ấy, thì bên bình phong người ta cũng chắc tấn công chậm đấy. Nên là thì nói chung là được cái này với cái kia. Còn pháo đầu tốt 7 này nó công mạnh thì nó cũng bị phản mạnh, cái đi nó có cái giá của nó. Nhưng mà đại khái là đánh bây giờ người ta đánh cẩn thận cờ, người ta không thích xô xát để thua, người ta đánh chắc nên là người ta hay đánh tam binh. Tất cả cái lối cờ bây giờ người ta thích đánh kiểu như ổn định, không thắng thì hòa, chắc đi tiện ấy. Thế là đây cái giai đoạn hiện nay thì, nhưng mà cũng tùy vào tình huống của ván cờ. Nếu mà ván cờ bắt buộc phải thắng thì bắt buộc mình phải đánh follow tốt 7 thôi. Đấy. Thì khi mã 7 đến 6 này nhá, có hai phương án này, xe 2 tiến 1 và họ đi tốt lắm 16. Thì bây giờ tôi trình bày qua sai tiến 1 trước. Thì khi họ đi sai tiến 1 là mục đích để họ chuyển con xe 16 này để họ tấn công một cái cánh của mình, vừa kết hợp tấn công trung lộ, tấn công cánh thì chúng ta giật con pháo 8 tháng 1 để chúng ta phản đòn, chúng ta vỗ trung lộ phản đòn ngay, đúng chưa? Thì lúc này họ sẽ đi xe 16 thì chúng ta bình nó chiếu ngay. Đấy. Thì chiếu ngay đương nhiên là họ phải lên sĩ rồi. Đấy, họ phải lên sĩ 6 tiến 5. Sĩ 6 tiến 5 thì chúng ta đi ăn tượng luôn. Họ không thể đi sĩ 4 được, sĩ 4 chúng ta vật lên, chúng ta bắt cục. Sĩ 6 tiến 5. Đấy, thì đương nhiên họ phải đi luôn pháo 8 tiến 2 lên rồi. Lúc này pháo 8 tiến 2 thì chúng ta ăn luôn thôi. Tại vì nếu họ không đi pháo 8 tiến 2 thì chúng ta vật đầu, chúng ta lên tượng rồi. Pháo 8 tiến 2 thì chúng ta ăn luôn. Ăn luôn thì họ đi con xe 4 binh 2, xe 6 binh 8. Xe 6 binh 8 mục đích là để người ta chém pháo đấy, chém pháo phế xe. Thì chúng ta ra tướng, chúng ta lé dứ một nước ạ, người ta lại vỗ chiếu thì chúng ta vào, họ lại chạy ra. Nếu mà bây giờ chúng ta cứ không thay đổi được đi thì là họ đến hòa, đúng chưa? Thì nên là chúng ta, chẳng hạn chúng ta không muốn đến hòa thì chúng ta vật đấy, chúng ta vật luôn, vật luôn cũng không sao cả. Thì họ ăn mã, họ ăn mã người ta luôn, người ta ăn pháo thì chúng ta chui con xe vào góc thôi. Đấy, chui vào góc thì cái thế bây giờ người ta mở tốt 7 để người ta chuyển xe ra bắt mã thì mã chúng ta ăn lên đây. Thì kể cái hình này thì chúng ta cũng ưu thế, bây giờ họ phải lên con pháo đầu rồi, nếu không chúng ta chém nó con pháo thế đòn thì chúng ta đi pháo 7-8. Thì hình cờ như tới đây thì chúng ta vẫn ưu thế, đúng không? Thế bây giờ tôi tiếp tục trình bày lốt cái phương án tốt 5 bình 6 của bên Tiên. Đây, tôi xếp lại.
đây cái hình, hình này thì tới đây người ta không đi con xe 2 tiến 1 nữa, mà người ta đi tốt 5 tiến 6, người ta chiếu tướng để người ta tấn công lên bằng xe pháo tốt. Đấy. Thì khi người ta bình chiếu như này thì đương nhiên chúng ta phải lên con tượng 3 tiến 5 vào. Đấy, tượng 3 tiến 5 thì họ thúc con tốt xuống, họ thúc con tốt 6 tiến 1 này để họ tấn công bằng trung lộ bằng xe pháo tốt luôn, người ta để người ta ăn tốt xuống tượng. Thì chúng ta cứ ăn con máng tốt đối công. Đấy, thế là hai bên đối công rất mạnh thì người ta ăn tượng, thì mình ăn tượng lên. Thì nếu mà mình không ăn tượng lên, tại vì nếu mà mình mà ăn tượng lên ấy thì người ta chém xe vào tâm rất là nguy hiểm, đúng chưa, thì chúng ta bị thua ngay. Thì từ đây chúng ta vẫn đối công, chúng ta vẫn ăn pháo đầu, mà ăn pháo đầu pháo ăn sang thì chúng ta ăn ngựa, hai bên đối công rất là mạnh. Đấy, thì bây giờ họ ăn tốt chiếu thì tướng chúng ta ăn lên, họ đâm chiếu thì chúng ta xuống tướng, họ ăn về tốt. Đấy, họ đánh trung lộ đấy, họ đánh xem lộ thì chúng ta cũng ăn pháo 7 bình 1, tạo thế đối công pháo đầu pháo giáp, họ bình chiếu. Họ bình chiếu như này thì bắt buộc chúng ta phải lên sĩ rồi, tại vì nếu chúng ta mà ra tướng như này nhá, họ đi con pháo 5 bình 2 thì chúng ta mất xe chưa, đúng chưa. Thế nên chúng ta phải lên sĩ. Lên sĩ như này thì họ cũng không chiếu rút được, tại vì họ chiếu rút ra đâu thì chúng ta vũ lại mất xe ngay. Nhưng mà họ đã đi rất mạnh là họ ăn pháo xuống sĩ. Đấy, họ ăn pháo xuống sĩ là họ hỏi hết đấy, họ đang dọa là đi pháo bình ra chiếu là cục luôn, đúng không. Thì tới đây chúng ta có một lớp cờ rất là cao là chúng ta đi con xe 8 tiến 3 phế xe. Đấy, phế xe thì đương nhiên là họ không thể ăn xe được, tại vì nếu mà họ ăn xe như này, đúng không, thì chúng ta đi con pháo 8 tiến 3 là họ mất xe ngay, tại vì chúng ta đe dọa lớp pháo tiến chiếu hết cờ, đúng không. Nếu mà họ lên sĩ thì chúng ta chọc này, nên lên sĩ tiếp thì chúng ta tiến 8 hết cờ ngay, hết đỡ, đúng chưa. Mà người ta không đi sĩ mà ta lên tượng đây chẳng hạn thì chúng ta vỗ pháo chiếu là hết cờ. Nếu mà về tượng thì pháo lồng, đúng không, mà lên sĩ này thì bị pháo đâm hết, mà lên sĩ kia thì xe đâm hết. Đấy, nên là pháo 83 thì đây là hết cờ luôn. Nên là khi mà chúng ta đi xe 83 như này, nên là khi đi xe 83 như này, cái lúc phế xe như này thì họ không thể nào ăn xe của mình được, đúng chưa? Họ phải chạy xe về. Đấy, họ chạy xe về thì chúng ta đâm vào chiếu mới được. Tướng họ phải lên rồi, chúng ta đâm tiếp chiếu và lên tướng, đúng chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta ấy, vấn đề giải quyết của chúng ta là chúng ta phải đỡ cái trung lộ ngay, thì chúng ta thoái con xe về. Thoái con xe này để chúng ta bình xe tâm đấu xe luôn, đúng chưa? Nếu bây giờ người ta thả người ta đá chiếu này thì chúng ta ra tướng này, họ giật về đây, đúng không? Thì chúng ta ra đấu con xe thì là hết đòn. Đấy, đúng chưa? Còn nếu mà bây giờ nếu mà người ta mà đấu xe, đấu ăn lên pháo thì chúng ta ăn xe đi. Xe ăn sang thì chúng ta vỗ chiếu tâm là người ta ra hôm nay, đúng chưa? Đấy. Thì cái buổi mà về xong pháo cao hạ ấy thì hôm nay là tôi sẽ trình bày các cái phần cơ bản như này thôi. Cái thế trận này nó còn rất nhiều biến phức tạp, nhưng mà đây là mọi người cái khóa cơ bản thì mọi người cứ học hết cái kiến thức ở trong cái buổi liver, cả cái file tài liệu tôi gửi là mọi người cũng đủ để lắm vững về cái kiến thức về cái thế trận trong pháo cao hạ rồi. Còn những cái lớp chuyên sâu ấy thì nếu mà sau này nó có biến thì mới hay ấy, thì tôi mà phát hiện ra thì tôi sẽ up vào cái file cho mọi người. Nói chung là các cái file mà tôi phát cho mọi người cứ giữ lại, cứ tầm 1-2 tháng thì tôi lại update một lần cho mọi người. Đấy, vì cái khóa này là khóa cơ bản nên là mọi người phải học hết tất cả các cái cuộc đã. Mọi người chỉ cần học mà thế này thôi, không cần phải sâu quá thì chúng ta cũng không để làm gì, chúng ta có đấu đâu, hoặc là chúng ta phải có cơ bản đã. Thì cái khóa này tôi cung cấp hết tất cả những cái cuộc cơ bản, nói là cơ bản thôi, nhưng mà các bạn mà làm vững này thì các bạn đánh ở ngoài hay là ở trên mạng thì cũng rất hiếm người có được như thế. Đấy. Thì cái buổi về bình phong
tới đây là hết. Thì bắt đầu sang buổi sau thì tôi lại dạy cho mọi người về pháo đầu. Buổi sau là tôi sẽ dạy mọi người về pháo đầu công đan đề mã. Đây, tôi bày qua hình đấy tí. Đan đề mã thì các bạn có rất nhiều người học sinh hỏi tôi là người ta rất hay đánh đan đề mã mà chẳng biết phá như nào. Xong rồi tôi sẽ dạy đến phá nghịch pháo, phá bán đồ liệt thủ pháo, phá uyên ương pháo, phá điệp pháo. Đấy, thì những cái trận đấy, những cái trận những người giang hồ rất hay đánh đấy. Hoặc là như gọi là trận ma công thì chúng ta dạy đây, tức là cái đan đề mã này buổi sau tôi sẽ dạy đấy. Tức là khi đây người ta sẽ lên con đan đề, người ta có hai dạng, một là dạng người ta quần xe như này luôn, mọi người nhìn thấy chưa, và đan đề người ta mình ra xe, họ ra xe. Đấy. Đặc biệt là hôm nay có một bạn học sinh của tôi hỏi về từ đây người ta đánh đây mà người ta chẳng biết nào, đánh bên đỏ toàn cái phân. Đấy, thì tôi cũng sẽ dạy mọi người phá các kiểu loại hình đan đề như này, đúng chưa? Đan đề này là đan đề hoàn xe này, đan đề trực xe này, đan đề như này đã. Đấy, thì trong cái buổi sau tôi bắt đầu tôi lại dạy phá đầu. Còn cái bình phong tam binh thì lại học mấy buổi phá đầu tôi lại dạy tiếp. Đấy, tức là chúng ta học thế để nó đỡ kiểu như học nhiều quá về bình phong nó sinh ra chúng ta lại không thấy hay. Nên là buổi sau bắt đầu là tôi lại dạy mấy buổi về công phá đầu, xong chúng ta lại trở lại một hai buổi về bình phong tam binh. Xong bình phong tam binh thì tôi sẽ dạy những cái thế trận đỡ phi tượng tiên nhân khởi ngựa. Đấy, tại chúng ta còn rất nhiều về chương trình để học. Tôi dự tính là hết tháng theo lịch dạy thì tôi dự tính là hết tháng 12 hết tháng 11 là chúng ta hơn 2 tháng là chúng ta xong khóa này. Nhưng mà có lẽ phải đến tận giữa tháng 12 mới xong được. Tôi thì tôi không tôi cái những cái lý thuyết mà tôi lưu cho mọi người là tôi sẽ dạy được, sẽ dạy đầy đủ chương trình, kể cả cái thời gian nhanh hay sớm thì cũng phải dạy hết, kể cả muộn đến 3 tháng rưỡi cũng dạy. Đấy, nói chung là mình sau này thì mấy hôm nữa tôi sẽ mở cái khóa 2. Thật ra thì trong tâm tôi không muốn mở đâu, tại vì tôi muốn là dạy các bạn hết cái khóa này tôi mới dạy một cái khóa nữa. Nhưng mà vì quá nhiều các bạn cứ hỏi chat trước, nhắn tin là mở khóa 2 đi, thì nên là tôi thời gian mở nữa thì tôi cũng rất là mệt thời gian, tại vì tôi còn dạy cả ngoài đời suốt ngày rồi. Đấy, thì nói chung là tôi vẫn phát đầy đủ tài liệu cho mọi người. Thì liver thì một tuần tôi hôm thì ngồi sinh nhật thì có một bạn, mấy bạn bảo là thầy chỉ liver tuần 2 buổi thôi, tại vì bọn em còn công việc này nọ, 3 buổi là hơi lặng. Đấy, thì tôi thấy cũng hợp lý, tại vì mọi người còn phải có công việc, là công việc cũng là quan trọng nhất. Xong rồi chúng ta sắp xếp công việc thì chúng ta cũng ôn thì chúng ta chỉ được 2 buổi thôi, tại vì 3 buổi nó dồn dập quá mọi người, cái lượng kiến thức nó quá lớn như thế, nó sợ người ta không chen kịp. Thế là nên là tôi sẽ liver một tuần 2 buổi. Đấy, tôi sẽ sắp xếp sau cố gắng một buổi đầu tuần, buổi cuối tuần. Đấy, còn lý thuyết thì tôi vẫn phát, bắt đầu ngày mai thì tôi sẽ phát cho mọi người cái file pháo đầu công đơn đề mã. Đấy, sau đơn đề mã là chúng ta chuyển sang pháo đầu công nghịch pháo. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ dần dần, tôi dự tính là như thế. Cái file đan đề cũng có rất nhiều biến đấy, tôi làm rất là đầy đủ, từ gọi là cái biến kém nhất cho tới biến lưng cao, có hết trong cái file đan đề đấy. Đấy, thì buổi học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc nhá. Thì mai tôi phát cho mọi người cái file đan đề đấy, để tối nay cả sáng mai tôi soạn một tí, tôi soạn cũng được nhiều rồi nhưng mà phải lốt ngày mai mới xong. Thì khả năng là tối mai thì tôi sẽ gửi file cho mọi người. Và xin chào mọi người.